Vitamin Tina, số 1 về trị nám và điều trị già. Hân hạnh tài trợ chương trình này. Ui, không ăn được quần nào mới đen chứ. Đến lượt Hồng Xiêm kìa. Yeah, tớ lại thắng rồi nhá. Lần nào cũng là Hồng Xiêm thắng, chán chết. Bởi các cậu không vận dụng cái đầu vào trò chơi, bất cứ trò gì cũng cần có một chút trí óc chứ. Ố, cha kiếm ở đâu con chó đẹp thế ạ? À? Trông nó thông minh thật đấy ông nhỉ. Ôi, khen nó một cái mà nó quẫy đuôi liên hồi kìa. Chuyện, chó ông mất vài chục hào để mua, phải khác so với chó 1-2 hào chứ. Sao lần trước con chó bỏ đi, cha bảo sẽ không nuôi chó nữa, vì phí cơm phí gạo mà. Con chó trước được cho không, nên trí thông minh của nó cũng bằng không. Sướng không biết đường sướng, lại còn bỏ đi. Giờ thì khác nhá, mà nói không ngoa, chứ con chó này á, có khi còn khôn hơn thằng đồ ấy chứ. Ông buồn cười, ai lại coi con như một con chó cơ chứ. Ờ, chẳng thế thì thế nào, nói cho người biết nhá. Con chó này của ông ấy chỉ ăn thịt thôi, chứ ăn rau là nó không chịu. Thế chẳng là khôn hơn người thì là gì? Ông, đấy là do hoàn cảnh xô đẩy, chứ sao mà coi là thông minh được chứ. Ông cứ nói quá. Quá là quá thế nào? Ta nói con chó của ta thông minh hơn người thì cứ nhận đi, cấm cãi. Chó ngoan của ông, phải chịu khó nghe lời. Sau này, ông kiếm thầy giỏi về mà dạy học cho nhá. Hí, đấy, ngươi làm phận chó mà được ở nhà phú ông ấy, nó phải khác chứ nhỉ. Còn thằng nô ấy, mãi mãi chỉ là kẻ ở thôi, chẳng khá lên được đâu. Tức thật đấy. Con chó kia, ai cho người cắn rách áo của phú ông hả? Bảo hả nô, sao lại xé áo của ông? Ôi giời ơi, chiếc áo ông mới mua. Không phải con, là con chó. Nó cắn rách, con chỉ có chạy lại giật về thôi ạ. À, chứng cứ rành rành ra thế mà ngươi còn dám cãi nữa à? Ông trừ tiền 2 hào cho chưa cái tội làm hỏng đồ của người khác đi. Ơ kìa ông, sao ông vô lý vậy? Là con chó mà. Cấm cãi, ai bảo phận ngươi chỉ là người ở. Con chó của ta là chó vàng, chó bạc chứ. Chó ngoan của ông, vào nhà với ông nhá. Kệ thằng nô hâm ấy. Ôi giời ạ, à, bực thật đấy. Anh nô, làm gì mà lại ngồi thẫn thờ một mình thế anh? Anh làm việc quần quật cả ngày, mệt hết hơi. Giờ lại còn phải chăm sóc thêm một con chó. Chỉ vì nó cắn xé quần áo mà anh bị trừ tiền. Đã thế, lại còn bị phú ông coi không bằng chó nữa. Nhục ơi là nhục. Anh nô này, anh có muốn rảnh nợ không? Ôi dào ơi, phú ông tốn bao nhiêu tiền để rước con chó này về. Nó mà làm sao, chắc phú ông giết. Giờ nghe em, anh cứ làm theo cách này nhé. Dẫn chó đi học nói á. Đúng vậy, em thấy phú ông kỳ vọng vào con chó ấy lắm. Kiểu gì phú ông cũng sẽ nghe theo, thậm chí còn cho anh thêm tiền nữa ấy chứ. Ý hay đấy, để anh thử xem sao. Đúng là tiền nào của nấy. Dẫn mày đi đến đâu, người ta cũng phải trầm trồ, tấm tắc khen. Mùa mày về, ông được nở mày nở mặt với làng xóm. Nuôi mày, ông còn thấy hứng thú. Chứ cứ như thằng nô á, chỉ tốn cơm tốn gạo của ông. Mày đúng là chó vàng chó bạc của ông, chó ngoan của ông. Mình thì lúc nào cũng chăm chỉ, hết lòng với phú ông. Vậy mà từ ngày mua con chó này về, ông mới chẳng coi mình ra gì. Thật là quá đáng mà. Kể ra con chó của ông cũng thông minh đấy. Sao? Ngươi cũng phải công nhận là con chó của ông thông minh hơn, đúng không? Vâng, thông minh thì thông minh thật. Nhưng giá như nó nói được ông nhỉ? Giống chó làm sao mà nói được chứ? Thế ông không biết rồi, chứ ở trên huyện, người ta đang có trào lưu cho chó đi học cách nói chuyện. Chó đến lớp học, chỉ 1 tháng thôi là biết nói những câu cơ bản, 2 tháng biết nói nhuần nhuyễn hơn.
ở đâu ra cái lớp học như vậy chứ? Ông không tin thì thôi. Thế lớp học đó ở đâu? Học phí có đắt không? Con thấy bảo ở trong hang núi. Lớp này nổi tiếng lắm. Con chó nào tới học dăm bữa nửa tháng là nói thông đọc thạo ngay. Ghê thế cơ á? Vâng, con nghe tin này mừng quá, vội chạy về báo ông luôn. Mà người ta chỉ còn 2 suất nữa thôi. Ông không nhanh á, là chẳng còn phần cho chó của ông nữa đâu. Nhưng mà ông còn bao việc, việc nhà, việc làm, việc nước nữa, bận lắm. Vậy hay là để con giúp ông, con sẽ dẫn con chó của ông đi học dăm bữa nửa tháng, rồi con lại dẫn nó về. Ý này hay đấy. Sau này, con chó của ông biết nói, thành tài, lúc ấy ông sẽ thưởng hậu hĩnh cho nô. Ông cứ tin ở con, bao giờ con chó biết nói, con sẽ dẫn nó về. Nô, sao lại về tầm này? Người bảo đi đến tận dăm bữa nửa tháng cơ mà. Con chó của ông đâu? Ô kìa nô, sao không nói gì? Con chó của ông đâu? Ông đừng nhắc đến con chó phản bội ấy nữa. Nó là đứa tội đáng muôn chết, đang phải tru di cửu tộc. Thế là thế nào? Lần nào ngươi nhờ người soạn thư về, ông đều đọc hết. Ngươi nói con chó của ông khôn, thông minh, biết nói nhiều lắm cơ mà. Đấy, chính vì nó biết nói nhiều nên mới tội đáng muôn chết ông ạ. Ngươi nói gì? Ta chẳng hiểu gì cả. Nói rõ ra xem nào. Ông đã yêu thương con chó hết lòng. Ấy thế mà nó lại nói xấu ông. Ngày nào nó cũng tụ năm tụ ba với đám chó, thậm chí là những người bên làng đó. Nào là nói xấu phú ông tham lam, bóc lột người nghèo, lại còn ích kỷ, hẹp hòi, ki bo xấu tính. Hả? À, cái gì? Nó dám nói ta thế à? Chưa hết nhá, nó còn bảo phú ông có tật hôi chân, miệng thì... Cái gì? Nó dám? Đấy, con nghe thấy thế là con tức điên lên rồi. Trước khi đi, nó còn nói một câu, nó thấy phú ông còn chẳng khôn bằng nó. Con điền tiết quá mới cầm gậy đuổi đánh nó. Con sợ nó lại về làng, đi khắp nơi, nói hết tật xấu của ông. Nên thôi, dù nó có thông minh đến cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng phải đuổi nó đi ông ạ. Thôi được rồi, dù sao con chó ấy cũng đáng ghét. Nghe người nói thế, ông thấy đuổi nó đi là đáng. Đấy, ông thấy chưa? Trên đời này, chỉ có con là trung thành với ông. Mặc dù biết đầy tật xấu của ông đấy, nhưng con có dám hé răng nửa lời không chứ? Thế mà chưa gì, ông đã cung phụng chiều chuộng con chó ấy, rồi bảo con còn ngu hơn nó. Thôi được rồi, ông biết người tốt với ông rồi. Người là nhất, được chưa nô? Sau này ông chẳng thèm nuôi chó nữa, tốn tiền mà chẳng được ích lợi gì cả. Thế là từ nay, mình không còn phải kiêm thêm việc chăm chó nữa rồi. Anh nô, sao rồi? Phú ông có nói gì không? Phú ông tức lắm, nói bỏ con chó là đáng. Cảm ơn em nhé, cách hay vậy mà em cũng nghĩ ra được. Em thông minh thật đấy. Thương hiệu 5 sao đẳng cấp quốc tế, trực tiếp điều trị bởi đồng bác sĩ với trị nám Pico Premium, trẻ hóa tế bào gốc tái sinh nguyên bào, giảm béo double max defeat, làm sáng giảm mỡ white proteinic, chiến lông vĩnh viễn C-Life Pro, điều trị viêm năng lông chuẩn 4K, đón hẹn rực rỡ, vitamin tina ưu đãi 50%, có hotline 0943 43 9999 nhận ưu đãi ngay.